Cách đây 12 năm thì tôi bị cái bệnh tức là thoái hóa đốt sống cổ số 4. Thì cái tay của tôi là lúc giờ tức là nó rất là đau, nó chèn xuống dây thần kinh bên trái này và nó đau rất đau, và coi lúc bây giờ là tôi có uống cái loại cao hổ cốt thì nó có khỏi được mấy năm. Thế và đến năm 2012 thì nó lại bị tái phát lại. Thì tôi có vào chùa Phật Huệ để châm cứu. Thì sau thời gian đầm cỡ khoảng coi như là 3 tháng thì coi như là vẫn cứ tình trạng đau vẫn như vậy, và nó chèn xuống dây thần kinh rất là đau. Thế tôi đi khám, lên bệnh viện khám thì bác sĩ người ta khuyên tôi là đi massage trị liệu tại cơ sở của người Đức làm ấy. Thế sau đó tôi cũng có nghe bác sĩ và cũng đi massage trị liệu, nhưng mà tay vẫn đau. Thế sau đó bác sĩ khuyên tôi đi mổ, lên trên bệnh viện Open Bắc để mổ. Nhưng mà mổ được tay phải xong ấy thì nó hết đau, nhưng mà cái khả năng dơ nó chỉ được như thế này thôi, nó không dơ cao được. Thế dơ xong được như thế thì coi như nó lại, sau đó nó lại chèn sang dây thần kinh như thế nào, lại cái tay trái của tôi rất đau. Và 3 giờ đến 4 giờ sáng là tôi không thể ngủ được. Thế sau đó bác sĩ lại khuyên tôi là đi massage trị liệu tiếp, và tôi cũng nghe lời bác sĩ đi massage trị liệu, nhưng mà vẫn không khỏi. Thế sau đó thì bác sĩ lại quyết định mổ tiếp vai bên trái cho tôi. Thế sau đó tình cờ ấy là, nhưng mà sau khi mổ ấy là tôi vẫn cứ đau ở bả vai bên trái. Thế hôm trước đấy là tôi có đi lên trên xứ có tổ chức cái hội chợ ở Oberhausen, tôi có nghe tức là quảng cáo về anh Liên này có khả năng bấm huyệt chữa bệnh. Thì tình cờ là anh Mãi có dẫn anh Liên đến kho giao hàng chỗ tôi. Tôi gặp anh Liên ấy là anh ấy có hứa là anh ấy chữa khỏi cho tôi. Thế và coi như tôi đã đến chỗ anh Liên chữa, và sau 6 tuần ấy là tôi, hai tay tôi là hết đau và bây giờ dơ lên được hoàn toàn như thế này. Bệnh của tôi là bây giờ là khỏi. Thì cũng là nói chuyện với anh để biết là như thế. Bây giờ là bệnh của tôi đã khỏi.